xin không thành sư tôn bị tổn thương linh căn. Sư tôn bị đồ đệ phản giáo bắt đi, ngày đêm tra tấn, ta thấy nhất định phải trốn khỏi nơi này. Tên đệ tử Khôn Thiên Tông lộ vẻ khó sắc. Xin lỗi, tiên tôn Bình Nguyệt ở Khôn Thiên Tông chỉ là một đệ tử ngoại môn. Cách vẽ trận pháp này không phải là trận pháp dịch chuyển thường dùng hiện nay, ta cũng không biết cách khởi động. Quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình. Nhưng mà thứ này rốt cuộc phải làm thế nào đây? Theo lẽ thường thì chỉ cần rót linh lực vào là có thể khởi động. Nhưng hiện tại trên trận pháp này có hai hình vẽ, không biết cái nào mới là công tác khởi động chính xác. Hơn nữa trong khoảnh khắc dịch chuyển sẽ có dao động linh lực mạnh mẽ, nhất định sẽ kinh động đến ma tu canh giữ bên ngoài. Ta chỉ có một cơ hội. Đúng lúc Phù Phong đang nhìn chằm chằm vào trận pháp lâu dài không tìm ra cách, trong đầu hắn chợt lóe lên một đoạn ký ức ngắn ngủi. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, đột nhiên như bừng tỉnh ngộ, dựa theo linh lực trong cơ thể, dùng tay phải rót vào hình vẽ thứ hai trên trận pháp. Trận pháp mờ nhạt trong khoảnh khắc tiếp xúc với linh lực, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa như ban ngày. Phù Phong và Bình Lạc vốn ở đó đã sớm không thấy bóng dáng, mà trong khoảnh khắc hắn biến mất, Khổng Vũ vốn đã rời khỏi ma giới lại đột nhiên xuất hiện trên không trung của trận pháp. Khổng Vũ ánh mắt âm lạnh nhìn chăm chằm vào trận pháp đã hoàn toàn bị phá hủy, xung quanh cơ thể trôi nổi một lượng lớn ma khí màu tím cuồn cuộn bất an. Khoảnh khắc tiếp theo, một vùng lớn hoa tệ uyên dưới chân hắn trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Phù Phong một trận choáng váng, bịch một tiếng rơi xuống sông. Chết rồi, nhân giới bây giờ lại là mùa đông. Phù Phong bò lên bờ, nhìn bầu trời quen thuộc, cảm nhận bông tuyết rơi trên mặt, nụ cười trên môi hắn dần lan rộng. Ta thật sự đã ra khỏi ma giới. Không biết vì sao, NPC kia không dịch chuyển đến cùng một nơi với ta. Bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Phù Phong lạnh đến sắp thành tượng băng rồi. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở trong đầu hắn. Ký chủ không ổn rồi. Khổng Vũ lừa chúng ta rồi. Hắn ta chưa từng rời khỏi ma giới. Trong khoảnh khắc ngươi khởi động trận pháp dịch chuyển biến mất, hắn ta liền biết. Bây giờ hắn ta rất tức giận, nhiều nhất nửa tiếng nữa sẽ tìm đến. Ký chủ mau chạy đi, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Ta cũng muốn chạy, nhưng ngươi xem ta có thể cử động được không? Có một khả năng là trước khi bị Khổng Vũ đền đánh gãy chân, ta đã bị chết cóng rồi. Chờ chút, ta hình như có tiểu pháp thuật có thể làm quần áo khô ngay lập tức. Phù Phong tiếp nhận pháp quyết hệ thống truyền tới, run rẩy cuối cùng cũng miễn cưỡng thi triển thành công một lần. Ta phải chạy nhanh lên, dù có thể chạy thoát hay không, cũng phải thử một lần. Nếu không những tội này đều chịu oan uổng. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, Phù Phong đã trải qua quá nhiều, gió rét căm căm, hắn cảm thấy hai chân không còn là của mình nữa. Nhưng nghĩ đến Khổng Vũ sẽ nhanh chóng đuổi tới, hắn lại cắn răng tiếp tục chống đỡ. Không thể bị bắt trở về, ta muốn về nhà. Ký chủ, Khổng Vũ đã đuổi tới rồi. Phù Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Vũ toàn thân bao phủ ma khí, toàn thân liền run lên sợ hãi. Chạy bán sống bán chết, không phải chứ, sao lại nhanh như vậy? Phù Phong không cam lòng tiếp tục chạy, kết quả là chưa đến 5 mét, Khổng Vũ liền xuất hiện trước mặt hắn. Sư tôn chạy gì vậy? Gặp đồ đệ không vui sao? Vui chứ, vui lắm cơ. Sư tôn không mệt sao? Ngươi như vậy là không thể chạy thoát đâu, ngươi rất đắc ý nhỉ? Đồ đệ rất thất vọng. Vậy sao, ta không thấy? Đó là bởi vì ngươi không quan tâm. Biết là tốt rồi, cũng không cần phải nói ra. Thả ra, đồ khốn nạn. Hắn vừa lơ là, cầm liền bị ngón tay lạnh lẽo của Khổng Vũ nắm chặt. Khổng Vũ lạnh lùng chất vấn hắn, ta đối với sư tôn còn chưa đủ tốt sao? Cả đời này ta chưa từng đối với ai chân thành như vậy. Tại sao sư tôn lại hết lần này đến lần khác dùng bỏ ta? Bởi vì ta không thích ngươi, chỉ là ngươi tự mình đa tình thôi. Khổng Vũ nghe xong mặt đen thui, tay lại siết chặt thêm vài phần, ma khí càng thêm nồng đậm, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ mất kiểm soát. Ha ha ha, sư tôn thật là vô tình. Nói nhảm cái gì vậy? Sư tôn của ngươi tu chính là vô tình đạo mà. Vô tình vô ái là chính ngươi cứ muốn đụng vào cục đá cứng này.